Yeah.
Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống mới tuần này. Thưa quý vị, dân gian vẫn có câu nét chữ nét người. Có lẽ vì vậy mà nhìn những khuôn chữ tròn trịa, rõ ràng, mềm mại, một phần nào cũng thể hiện được tính cách của người viết ra nó. Tính cẩn thận trong mọi việc được mỗi người rèn luyện bằng rất nhiều cách, qua nhiều phương diện khác nhau trong cuộc sống. Và việc luyện chữ đẹp hàng ngày cũng là một trong những phương pháp hiệu quả để rèn luyện tính cẩn thận, kiên nhẫn, bền bỉ cho mỗi chúng ta. Cũng bởi kiên trì, nhẫn nại là đức tính vô cùng quan trọng của mỗi người để đưa họ tới với con đường của sự thành công. Nét chữ chính là một phần của ngôn ngữ, bởi nó truyền tải thông tin đến mọi người. Yêu cầu đầu tiên của chữ viết đẹp đó là phải tường minh, rõ ràng, mạch lạc. Bên cạnh đó, cần đảm bảo được sự thống nhất về độ nghiêng hoặc độ thẳng của mỗi con chữ, có sự đồng nhất về kích cỡ hay khoảng cách giữa các chữ. Mức độ cao hơn là mỗi nét chữ viết ra cần phải có sự uyển chuyển, làm cho con chữ vừa mềm mại lại vừa cứng cáp. Nó thể hiện được sự hòa mỹ, nét thanh, nét đậm và thể hiện được tính cách, tâm hồn của người viết. Dành một khoảng thời gian nhất định trong ngày để rèn luyện nét chữ, nó sẽ thực sự mang lại nhiều điều ý nghĩa cho mỗi chúng ta. Cũng bởi luyện chữ viết đẹp sẽ trở thành một phần nền tảng không chỉ cho thời kỳ đi học, mà nó sẽ theo ta đến suốt cuộc đời. Thưa quý vị, cuộc sống phát triển với máy móc công nghệ hiện đại. Chỉ cần những con chữ, con số trên bàn phím của các công cụ hỗ trợ đã giúp chúng ta truyền tải thông tin đến những người xung quanh một cách nhanh nhất. Tuy nhiên, chữ viết là bản sắc văn hóa của một đất nước và những nét chữ viết đẹp trên từng trang giấy vẫn mang một ý nghĩa rất riêng mà không gì có thể thay thế được. Nhằm tìm kiếm những khoảng lặng cho tâm hồn mình, luyện viết chữ đẹp ngày nay đã trở thành một xu hướng mới thu hút rất nhiều người tham gia luyện tập. Bởi viết chữ cũng là một trong rất nhiều cách để ta rèn luyện, học hỏi, truyền đạt kinh nghiệm, trình bày cảm nhận hay nêu ý tưởng về các vấn đề trong cuộc sống. Bất kỳ ai, nếu muốn nét chữ của mình được cải thiện, trở nên gọn gàng, ngay hàng thẳng lối, đều có thể đến với việc luyện viết chữ đẹp mỗi ngày. Nguyễn Tiến Đạt hiện đang là nhân viên kinh doanh của một trung tâm thể dục thể hình tại Hà Nội. Theo chia sẻ của Đạt, công việc của anh rất cần có chữ viết đẹp để soạn thảo những văn bản viết tay, trao đổi với đối tác. Không những vậy, với Đạt, chữ viết đẹp cũng là cách anh gửi gắm cảm xúc và tình cảm của mình trong từng con chữ viết ra trên giấy. Lượng chữ đẹp nó không chỉ là một cái con chữ mà bạn có thể viết ra được, mà khi mà bạn sử dụng cái lượng chữ đẹp đấy, mà không chỉ là về luyện về tính cách, cái sự kiên trì, mà lúc mà bạn có thể rèn luyện sự tỉ mỉ trong từng cái chữ mà bạn viết ra, mà nó khi mà còn luyện nó, mình cảm thấy là chưa bao giờ lúc mà mình cái cuộc sống bộn bề hàng ngày, khi mình về nhà, lúc cảm giác mình cầm cái bút lên, cái bút mực lên, mình viết từng chữ một, thì trong cái thời gian đấy mình viết, mình cảm thấy thư thái hơn rất là nhiều, giống như mình đang tận hưởng cuộc sống của mình vậy. Và ngoài ra, trong cái việc luyện chữ đó nữa, thì khi mà mình viết trong cái cuộc sống, tất nhiên là mình sẽ sử dụng về chủ yếu dụng cụ về máy vi tính rồi. Tuy nhiên là có những trường hợp khi mà mình viết, ví dụ như viết hợp đồng trong cái công việc của mình này, hay là viết về sổ sách hoặc là những cái hồ sơ của mình, khi mình viết ra thì mình cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều khi mà mình viết ra những cái chữ như vậy. Chữ của mình đã cải thiện từng ngày một, thì nhận thấy là bản thân mình đã đạt được một cái điều gì đấy. Và thứ hai nữa là mình nhận ra mình có một cái thú vui mới, là sau cái công việc bộn bề cuộc sống của hàng ngày, mình làm nhân viên kinh doanh, ngoài những cái áp lực về doanh số, rồi hàng ngày mình đi ra sau khi làm, ngoài những cái giải trí giống như là đi chơi, gặp gỡ bạn bè, tụ tập bạn bè ra, thì mình có thêm một cái sở thích mới, đấy là luyện viết chữ hàng ngày ở nhà. Những người trẻ như mình thì cuộc sống hiện giờ đã rất là náo nhiệt, rất là năng động, mà cái thời gian của mình do dành cho công việc, rồi thành gian dành cho bạn bè, rồi lại còn và cái thời gian dành cho cái việc luyện chữ nữa, đấy là một vấn đề. Thứ hai đấy là khi mà bắt đầu mình tập viết ấy, thì cái cơ hội để mà mình luyện viết thì lại không nhiều, để luyện viết thì lại không nhiều, mà trong cuộc sống, trong những cái thời gian mà công việc của mình mà cần phải luyện viết ấy, thì lại cần phải túc ký rất là nhanh, nên cái thời gian đầu mình luyện mà để đẹp ấy, thì mình lại chưa luyện nhanh được, và sau đấy gặp cũng có rất là nhiều khó khăn nữa. Và nhưng mà một thời gian sau thì mọi thứ dần dần nó cũng sẽ ổn dần lên.
Luyện viết chữ đẹp giờ đây không chỉ là câu chuyện của riêng mỗi người, mà nó đã trở thành một trong nhiều xu hướng mới ở xã hội hiện đại. Đây cũng là cách để giúp chúng ta lắng lại và thả hồn mình theo từng nét chữ. Qua lời giới thiệu, chúng tôi đã đến với trung tâm luyện chữ đẹp của cô giáo Bùi Hải Thanh trên phố Quán Thánh Hà Nội. Một cô giáo thật sự có tâm với những con chữ và nhiệt huyết muốn giúp các học viên rèn nét chữ để luyện nết người. Đúng như ông cha ta đã nói là luyện nét chữ, rèn nét người thì nó rèn luyện cho con người tính cẩn thận, sự chăm chỉ, kiên trì và óc thẩm mỹ, hướng con người tới cái đẹp chân thiện mỹ. Với một người mà người ta có thể viết được chữ đẹp thì mình đánh giá đấy là một người bản thân người ta rất là tĩnh, người ta có thể tĩnh tâm, người ta kiên trì, nội tâm của người ta nó hướng cái thiện, hướng cái đẹp và chăm chỉ rèn luyện. Và mình nghĩ là trong cuộc sống hiện đại ngày nay, khi mà mọi người khá là tấp nập, mọi người đi theo những cái xu hướng nó sống khá là gấp, thì chậm lại một chút và có những cái suy nghĩ nó thơ hơn, nó mang cái đẹp nó cổ xưa thì nó sẽ rất là tốt. Độ tuổi thích hợp nhất để học viết chữ đẹp là khoảng từ 12 đến 30 tuổi. Để dạy viết chữ đẹp thì phải có phương pháp dạy đặc thù cho từng đối tượng. Với người lớn, cơ tay không còn mềm dẻo như các em nhỏ, phải phân tích nét chữ cho họ hiểu và học theo. Đối với trẻ em thì vừa dạy, vừa đặt từng nét bút, điểm xuất phát của từng nét chữ trên vở ô ly cho các em. Bên cạnh đó, cô giáo Bùi Hải Thanh đặc biệt chú trọng vào việc dạy viết nhanh, viết bút bi cho các em học sinh từ cấp 2 trở lên trên mọi loại giấy, hơn là viết những chữ đẹp hoa mỹ chậm chạp trên những tờ giấy in sẵn dòng kẻ. Và khi nhận thấy những biến chuyển của từng con chữ ở mỗi học viên, từ những nét còn run rẩy chuyển sang rõ ràng, đều đặn, đẹp và cứng cáp hơn, thì đó chính là niềm vui, niềm khích lệ cho cô giáo, cho người viết và cho chính cả các bậc phụ huynh. Cháu nhà tôi thì mới học được 5 buổi, thế nhưng mà con đã có sự tiến bộ rõ rệt. Thứ nhất là về kiểm tra bài vở của cháu ấy, thì là cháu viết là đẹp hơn và trình bày bài rõ ràng và thấy có vẻ kiên trì hơn rất nhiều trong tính cách. Việc viết chữ đẹp thì không phải là nhìn nét chữ tự nhiên mà viết được đẹp như thế, tức là nó rất là công phu, con người ta cũng phải kiên trì từ cách cầm bút rồi cho đến cái ý chí. Tôi nghĩ là rất là cần thiết. Trong lớp học luyện chữ viết đẹp có rất nhiều đối tượng khác nhau. Đó không chỉ là những bạn nhỏ trong độ tuổi đến trường, các bạn sinh viên, mà còn có cả những người đã đi làm, hay cả những người cao tuổi đam mê viết thơ, viết văn, những người luôn muốn gửi gắm thật nhiều cảm xúc đến độc giả qua từng con chữ trong tác phẩm của mình bằng một cách viết cẩn thận và tỉ mỉ. Tôi học cái này là có mấy lý do. Lý do thứ nhất là để sau này để về tập luyện cho cháu, chủ yếu luyện cho cháu, cháu nội. Cho nên là cái mục đích là muốn cho cháu nó viết chữ nó đẹp về thì trở nên là người đại. Thứ hai là thỉnh thoảng có viết thơ, viết văn, rồi viết các thì viết bằng tay, cho nên là nhiều nơi yêu cầu viết bằng tay, cho nên là trong sinh hoạt là một là nhiều người tráo tay nhau đọc nó dễ, mà viết chữ đẹp thì có nhiều người họ xem hơn, chữ của mình càng tiến bộ hơn thì mình càng thích viết hơn. Cái đó là hàng ngày mình phải tập phải luyện, mà có để ra 30 phút hoặc một tiếng cái đó thì mình luyện thêm thì nó sẽ đẹp hơn. Chứ mà để mà nguyên như cô dạy cái về thì nếu mà không tập luyện thì chữ thể không thể là đẹp được. Chữ viết không chỉ là tài sản vô giá của mỗi quốc gia, mà nó còn thể hiện nền văn minh nhân loại. Thật tự hào khi dân tộc ta có một hệ thống ngôn ngữ và chữ viết riêng, đó chính là tiếng Việt. Cũng chính vì lẽ đó, lưu giữ chữ viết là một trong những cách lưu giữ bản sắc mỗi quốc gia, và luyện viết chữ đẹp cũng được xem là một trong những nhân tố nhằm bảo tồn ngôn ngữ viết của dân tộc. Và để có được nét chữ đẹp, người viết cần chăm chỉ luyện tập
cũng như phải nắm vững được những kỹ năng cơ bản trong quá trình rèn chữ viết. Yêu cầu về kỹ năng thì cái thứ nhất là các bạn ấy phải làm chủ được cây bút viết, là cầm bút đúng. Giá cầm bút đúng thì đối với mỗi một loại bút hoặc là một cái cây viết của mình sẽ cầm khác nhau. Bút mực thanh đậm mình sẽ cầm khác, bút bi khác, phấn bảng khác. Thứ nhất, khi các bạn đã làm chủ được với mỗi loại bút đấy cầm bút như thế nào và áp dụng được cái bộ nguyên tắc chữ đẹp thì các bạn ấy sẽ viết được chữ đẹp và sẽ làm được tốt. Có thể là nhiều người người ta quan niệm ấy là viết chữ đẹp nó là một cái thiên phú, nó là tài năng, là viết thì là nó do cái thói quen hoặc rèn luyện nhiều thì được, nhưng mà có thể là đấy là một cái suy nghĩ sai. Với mình thì mình luyện chữ nó giống như là dạy toán ấy, nó có một bộ quy tắc cụ thể. Các bạn ấy nắm được bộ quy tắc cụ thể đấy, nắm được cái cách cầm bút đối với từng loại bút thì các bạn ấy sẽ làm rất là tốt. Và với một độ tuổi thì mình sẽ truyền tải cái cách viết với cây bút ở cái độ tuổi đấy khác nhau, và bộ quy tắc truyền tải của các bạn sẽ khác nhau. Quý vị và các bạn thân mến, viết chữ đẹp là việc mà ai cũng có thể làm được, không cần hoa tay cũng có thể viết đẹp, lại không mất quá nhiều thời gian. Mỗi ngày chúng ta chỉ cần dành thời gian từ 10 đến 15 phút để luyện viết chữ thì sẽ có được sự tiến bộ trong từng nét chữ của mình. Và cũng liên quan đến việc rèn chữ, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện của một nghệ nhân đam mê chữ Hán, đam mê viết thư pháp. Ông cũng chính là người đã truyền cảm hứng cho rất nhiều thế hệ học trò. Những hình ảnh này sẽ thay cho lời chào kết của chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trên căn gác nhỏ ở phố Hàng Vải, một con phố cổ của Hà Nội 36 phố phường, có một người đàn ông đam mê Hán học, đam mê đọc sách chữ Hán. Ngày ngày trên căn gác ấy, ông vẫn luôn dành một khoảng thời gian để thả hồn mình vào những nét chữ tựa như phượng múa rồng bay. Lúc này dường như tất cả mọi thứ đều như chậm lại, giúp ông có thể cảm nhận cuộc sống một cách nhẹ nhàng, thư thái nhất. Ông là nghệ nhân Nguyễn Đăng Hiển, một thầy dạy tiếng Hán và viết thư pháp nổi tiếng bởi cái tâm và cái đức của một người tinh thông Hán học. Không chỉ nghiên cứu, rèn luyện vốn Hán học, mà cũng tại căn phòng này, nghệ nhân Nguyễn Đăng Hiển đã dạy dỗ vào lớp học trò những ai đam mê chữ Hán và viết thư pháp. Ông chia sẻ rằng muốn viết được chữ Hán văn phải nhẫn nại, dồn toàn tâm trí để làm sao thể hiện được cái thần thái của chữ Thánh Hiền. Với riêng cá nhân tôi thì thầy là một tấm gương để cho mình noi theo về rất nhiều mặt, về kiên nhẫn, về cách học, về cái cách mà thầy giảng bài, rồi về cuộc sống, cách sống của thầy. Học qua những bài văn thầy giảng và qua cả cách sống của thầy, dạy cho con người hướng thiện, kiên nhẫn. Với nghệ nhân Nguyễn Đăng Hiển, không đơn giản chỉ dạy cho các học trò biết Hán văn, mà ông còn dạy cho họ tính kiên trì, nhẫn nại thông qua việc rèn luyện viết chữ Hán. Bởi ông hiểu rằng trong cuộc sống này, phi nhẫn bất thành nhân.